Xin chào đón tất cả quý vị đến với chuyên mục Mẹo Vặt tìm hiểu sức khỏe. Và Bình Minh đã từng nghe người ta nói cái câu là mỗi ngày uống một bình trà thì không cần phải đi đến bác sĩ. Và Bình Minh mang câu này tới gặp Đình Hiếu và nhận được cả một thực đơn về các bài thuốc với trà để đủ thứ bệnh. Vậy thì xin mời quý vị cùng tham khảo nhé. Trà xanh, trà đen sao khô, còn đây là bồng cúc. Hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu công dụng của trà. Các bạn thấy đấy, ba loại trà rất thân quen và gần gũi trong cuộc sống. Thế nhưng nó có rất nhiều công dụng để giúp chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày đấy. Chẳng hạn như với trà đen thì sau bữa cơm có nhiều chất béo và chúng ta chiên xào nấu nhiều, chúng ta chỉ việc pha một chút xíu trà đen với lại một chút xíu mật ong. Như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được những căn bệnh về đường tiêu hóa. Thật là mát mẻ cho cơ thể nha. Trà đen còn có rất nhiều tác dụng nữa. Chẳng hạn như chúng ta có thể pha một chút xíu muối sẽ giảm được ho, thương hàn. Còn chúng ta cũng có thể sử dụng trà đen ngậm trong miệng ngày khoảng 10 lần, đảm bảo sẽ trị đau răng, bởi vì trà đã ngấm vào trong cái chân răng của chúng ta, đảm bảo cho răng chúng ta luôn luôn chắc khỏe đấy. Còn đối với trà xanh thì chúng ta cũng có thể sử dụng trà xanh, chúng ta nấu chung với lại những miếng gừng như thế này. Lưu ý là gừng phải gọt vỏ nha. Chúng ta sẽ uống vào sẽ giữ ấm cho cơ thể, là ấm phổi và cơ thể chúng ta sẽ không bị cảm thương hàn nữa đấy. Và đặc biệt trà xanh còn có tác dụng giải độc nữa. Chúng ta chỉ việc sử dụng trà xanh như thế này, chúng ta uống nó có thể giải được những chất độc từ kim loại như sắt, kẽm. Cái chất tannin ở trong trà xanh sẽ cùng với chất độc nó làm cho ngưng tụ chất độc lại và nó sẽ lâu thấm vào cơ thể, như vậy rất tốt để cho việc điều trị hoặc là cấp cứu. Còn đối với trà hoa cúc thì nó làm dịu thần kinh. Chúng ta chỉ việc sau bữa ăn, trước khi đi ngủ, chúng ta uống một tách trà hoa cúc, nó làm thần kinh chúng ta dịu lại và chúng ta ngủ ngon hơn đấy. Vừa rồi là những công dụng với trà, hy vọng là các bạn đừng quên nha. Trà không thể thiếu trong phòng khách, tuy nhiên chúng ta cũng có thể dùng cho chính mình. Khi mình thích, chúng ta nhâm nhi tách trà, cuộc đời nó đẹp hơn và tươi hơn.